cho các bạn. Thì ở cái video này mình sẽ hướng dẫn các bạn biết được cái Unix nó là cái gì, đúng không? Thì Unix nó cũng giống như là thằng Windows thôi, và nó cũng giống như thằng Mac OS, nó là một cái hệ điều hành đó. Nếu mà nói đúng ra thì nó là một cái hệ điều hành. Thì hệ điều hành dùng cho doanh nghiệp, dùng cho server đó. Thì những cái bên trên thì là Windows hoặc là Mac OS thì người ta thường là dùng cho cá nhân, đúng không? Hệ điều hành máy tính cá nhân. Còn cái này là hệ điều hành cũng có cả hệ điều hành Windows Windows Server, nhưng mà thường thì người ta hay dùng là Unix. Đó thì trong thằng Unix này thì nó có một số các cái phân nhánh ra, đó là dạng BSD này, rồi một cái nữa là dạng Minix này, rồi có thể là Linux, đúng không? Nó có rất nhiều các cái dạng, nhưng mà ở đây mình sẽ liệt kê ra một số cái nổi tiếng thôi. Rồi Linux, thì trong thằng Linux này thì nó có một số các distribution là những cái chỗ phân phát ấy, thì nó có thuật ngữ là những distribution. Rồi thì trong cái distribution của thằng Linux này thì nó lại gồm có thằng đầu tiên là thằng Red Hat này, giả sử là Red Hat này, Red Hat là cái mũ đỏ, cái biểu tượng của cái hệ điều hành đấy nó sẽ có cái mũ đỏ. Rồi và một cái nữa là hệ điều bên hệ Debian đó. Thì trong Red Hat thì nó gồm cái gì? Ở đây mình lại phân nhánh ra được lần nữa này. Ở trong Red Hat thì nó sẽ có là thằng giả sử như là Red Hat Enterprise, đúng không? Rồi dùng cho doanh nghiệp đó. Và cái CentOS. Rồi trong Debian thì là cái người ta hay dùng đó là Ubuntu. Thì máy tính của mình hiện tại mình cũng đang dùng Ubuntu, tức là nó thuộc hệ điều hành bên hệ phân nhánh của Debian đó. Thì tất cả những cái phần này nó đều dùng một cái quy cách chung, một cái chuẩn chung là POSIX để thực hiện viết command line, để thực hiện các cái dòng lệnh trong command line ở Unix đó. Thì cái khóa này là khóa command line trong Unix, tức là các bạn học về command line thì bạn dùng được trên BSD hoặc là dùng trên Linux được. Dùng trong Linux được thì các bạn có nghĩa là các bạn dùng được trong phần Ubuntu chẳng hạn đó, hoặc là CentOS các bạn có thể dùng được những câu lệnh đó. Thì gần đây thì thằng macOS này nó cũng bắt đầu sử dụng các cái modify truyền thống, kết nối từ là modify từ thằng BSD đó, modify từ thằng BSD, mà BSD thì cũng sử dụng thằng POSIX này, nên là một số command line ở trên Unix các bạn dùng thì các bạn cũng có thể dùng được ở trên macOS đó. Thì đây là nội dung của video này. Video sau thì mình sẽ hướng dẫn các bạn một số cái command line cơ bản nhất của cơ bản. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn video sau.